Có mặt ở tại đường tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi, đang ở đường trung tâm văn hóa huyện Củ Chi nha mọi người. Đó, thấy không? Trung tâm văn hóa của huyện mình là hiện giờ đang trong ngày cách ly, cũng ít người qua lại, đường phố hơi vắng vẻ. Đến là mình đến ở ngay chỗ cổng chào của huyện Củ Chi rồi, có nhà truyền thống của huyện Củ Chi mình. Mọi người thấy không, ở kế bên nữa là đi đến kế tiếp là có cái tượng đài tưởng niệm của huyện. Đây là đài tưởng niệm liệt sĩ. Đến kế tiếp nữa là ngay chân cầu vượt Củ Chi có một cái nhà thờ giáo xứ, và mình ở chân cầu vượt Củ Chi gồm có ba tỉnh, đường ba tỉnh và một thành phố, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình rẽ tay trái đi về là tỉnh rẽ tay trái đi về là tỉnh Bình Dương nha mọi người, xuống cầu Phú Cường. Đó, kế bên là công an huyện. Còn bên tay phải của mình là đường đi về thành phố Hồ Chí Minh, An Sương, ở từ An Sương nha. Đường hôm nay cũng vắng vẻ, cũng không đông mấy. Bây giờ mình đang ở ngay, đi ngay tới cường cổng chào, kế tiến nữa là ngay chỗ ngân hàng nông thôn huyện Củ Chi, Agribank. Và đối diện của ngân hàng nông thôn của Agribank đó là ngân hàng Sacombank nha mọi người. Đó, ngân hàng nông nghiệp nông thôn. Và kế tiếp là bên tay phải tay trái của mình là ngân hàng Sacombank và phòng khám Minh Văn nha. À, mình chạy một đoạn nữa có chốt đóng kiểm dịch. Đây, chạy giờ mình chạy một đoạn nữa quanh bên tay trái của mình có một cái tiệm điện thoại Thế Giới Di Động nha mọi người. Nó Thế Giới Di Động và trường trung học cơ sở, trung học cơ sở phổ thông Củ Chi. Và kế bên tay phải của trường trung học đó là trường mầm non. Và cây xăng thì cũng vắng vẻ, nói chung hôm nay đường xá cũng vắng vẻ, không đông đúc gì mấy, chỉ xe tải được chạy nhiều thôi nha mọi người. Kế bên là tay trái tất nhiên là có Nguyễn Kim. Tất cả các ngân hàng cũng đang hoạt động nha mọi người. Có hội trường. Và bên tay trái cũng là cái tòa án của huyện Củ Chi mình, để xét xử những vụ án lớn nhỏ của huyện và thành phố nha mọi người. Và đây là ủy ban huyện. Và bên đây là bưu điện, cũng hoạt động bưu điện của huyện Củ Chi cũng hoạt động bình thường. Nếu có ai đi bưu điện cũng vẫn được bình thường nha mọi người ơi. Có giấy thì cứ có giấy thiết yếu mình cứ đi ra bưu điện. Và ngân hàng Ocombank nó cũng hoạt động bình thường nha. Tất cả các ngân hàng ở huyện Củ Chi đều hoạt động bình thường nha mọi người. Đường xá, phố xá, nhà cửa đóng cửa hết rồi mọi người. Và kế tiếp nữa mình tới xanh đỏ.
ok, cả tiệm đồ đóng cửa hết vắng vẻ, bán đồ dùng thiết yếu cho mọi người thôi. Phòng khám Minh Văn đồ, phòng khám đồ, tất cả phòng khám đều mở nha mọi người. Đây cái đường vô công ty quản gì của vợ mình nè, rồi cũng đóng cửa luôn. Đi kế đến là tới Smart. Ngân hàng thương mại của Phan Sài Gòn. Và Vinamilk. Và đi kế đến nữa là mình đụng ngay chỗ ngã ba Đèn Vàng, cây chạm là quẹo đường tay phải của mình, là quẹo vô đường Việt Kiều, Tân Thông Hội, xã Tân Thông Hội, cũng có thể ra đường quốc lộ 22 luôn nha mọi người. Đường quốc lộ 22 nếu mình quẹo tay trái thì thẳng xuống xuống An Sương, còn quẹo tay phải thì đi về Chi. Đây là cầu cầu Bắc Hà nha mọi người, được gọi là cầu Bắc Hà của quận Chi. Kế đến là có cái đường rẽ trái bên tay trái của mình đó. Tay trái của mình đó, cái xe tải đang chạy đó, đó là có một cái ngõ quẹo về từ hướng Tây Ninh nha mọi người, Tây Ninh Trảng Bàng đó. Rồi kế đến nữa là đèn xanh đèn đỏ nha mọi người, của giữa của tỉnh lộ 2 và tỉnh lộ 2 và khu Âu Quân khu chính sư đoàn chính nha mọi người, cổng chính luôn. Ở đây là cổng chính luôn, của quân chính luôn, cổng chính mình đó rồi mẹ. Trung tâm ô tô. Và đến cái đến là nhà hàng Ấn Tượng cũng đóng cửa ngưng hoạt động luôn nha mọi người. Đây nhà hàng Ấn Tượng hải sản, nhà hàng Ấn Tượng cũng ngưng đóng cửa luôn, hoạt động luôn. Rồi ở Củ Chi thì nó có cái quán cà phê, cái quán đá, cái đó đã cũng dọn dẹp luôn cả mặt bằng luôn nha mọi người. Đây quán cà phê Cối Đá là mấy cái mình đó, cũng dọn dẹp như hoạt động luôn. Và cũng đây là về cũng đó, cũng ngăn chặn tất cả các đường hết ngõ ngách rồi, bây giờ cũng về gần về nhà tới mình rồi nha mọi người ơi. Thì mình tới đây thôi, mình cũng ngưng video, chào tất cả mọi người nha. Mọi người thấy video của mình được hãy chia sẻ và subscribe cho mình để mình có động lực làm thêm video mới nha mọi người. Bye bye mọi người.